Bắn súng trong trường học là một sự kiện bi thảm có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào. Một sát thủ là một kẻ tích cực ra tay hoặc tham gia vào hành động giết chết hoặc cố tình giết người trong một khu vực hạn chế và đông người. Những kẻ sát thủ chủ yếu dùng súng và không theo một phương pháp hay mô hình nào để lựa chọn nạn nhân của họ. Shelves from the back, but it's not labeled. Well, I'll see if it's in the system, and if it is, then you can take it. It's not showing up. Where'd you find it? It was two sh- Everybody up! Go to the back of the room! Cách tốt nhất để sống còn là bỏ chạy. Trước hết, bạn phải xác định có thể là an toàn nhất hay không. Nếu an toàn, chạy càng nhanh càng tốt, hướng xa khỏi tiếng súng. Xác định một nơi an toàn để tránh xa mối nguy hiểm. Well, everybody come on up. Be careful on your way out. Bỏ lại những đồ đạc của bạn. Nếu được, giúp đỡ những người khác thoát khỏi luôn. Khi chạy tránh hiểm họa, ngăn cách các tòa nhà, xe hơi và những vật khác giữa bạn và mối đe dọa. Nếu không an toàn để chạy, ẩn trốn. Hey guys, it's going to be on pages 32 through 84 paragraphs. 3 through 6 each page, please. Got 3 weeks before this assignment is due. Here you are, guys. Nếu thoát không được, hãy ẩn trốn và tạo ra một thành trì chống đỡ, chặn cửa lại, tắt tất cả các đèn và đóng kín các màn cửa sổ, đặt rào chắn ở tất cả các cửa ra vào, tắt hết cả điện thoại di động và tắt luôn cả máy rung. Giữ bình tĩnh, gọi số 911 nếu an toàn để làm chuyện đó. Một khi bạn đã chặn cửa rồi, đừng mở ra cho bất cứ ai. Cảnh sát sẽ vào phòng khi tình hình khả quan. Nếu bạn không thể chạy hoặc ẩn trốn, chống cự. Chuẩn bị tinh thần và thể chất mình trong trường hợp có thể phải đánh nhau với tên sát thủ. Việc tiên quyết của bạn là lãnh đạo các học trò mình và là chiến tuyến đầu tiên bảo vệ các em. Hey, hold up. I got a text message saying that there's a shooter on campus. I got the same text. Barricade the door! Chiến đấu cho sinh mạng của bạn bằng quyết tâm trong các hành động. Điều này nên là chọn lựa tận cùng của bạn. Ra tay càng mạnh càng tốt. Ứng biến để tạo ra các vũ khí. Tấn công như là một nhóm, nếu có thể, chụp tay chân và đầu của tên sát thủ. Hãy ghi nó xuống đất và giữ nó lại. We'll be right back.
Khi cảnh sát đến nơi, đừng đến gần cảnh sát. Giữ các bàn tay của bạn ở ngoài để họ có thể dễ nhìn thấy và đừng làm bất kỳ chuyển động đột ngột nào. Giữ bình tĩnh và làm theo hướng dẫn của nhân viên công lực. Set down to the long hallway approaching the cafeteria. Please, everyone down! Get down! Get down! Get down! Hands on the grass! Keep your hands up. On the ground! Keep your hands down. Keep your hands down. On the ground. Trong mọi trường hợp khẩn cấp tại trường, các phụ huynh, người thân và gia đình thường tới ngay để được gặp con em. Xin quý vị chịu khó tuân theo những thể thức của trường và chỉ dẫn của nhân viên cấp cứu. Để giải quyết tình trạng với kết quả tốt đẹp, mọi người phải bình tĩnh và để các nhân viên chức trách làm việc dễ dàng, không bị cản trở. Bỏ chạy, ẩn trốn, chống cự